Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 16 tháng 11, cơn bão Usagi trên vùng biển phía bắc đảo Luzon có vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vĩ bắc, 120 độ kinh đông trên đất liền phía nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, đi vào phía đông bắc Biển Đông. 24 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc, 121 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào phía đông bắc Biển Đông. Vùng biển phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!